Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ là ít nhiều chúng ta đã từng nghe về cái từ Giáng sinh. Có thể chúng ta đã từng đến dự nhiều buổi Giáng sinh. Nhưng mà để cho chúng ta có một cái hiểu biết, một cái nhìn nhận rõ ràng hơn nữa về Giáng sinh, ví dụ như là Giáng sinh là gì, ai Giáng sinh, và Giáng sinh để làm gì? Cái sự Giáng sinh ấy có liên quan gì đến cuộc đời của tôi và các bạn hay không? Đó là những điều mà tôi sẽ tâm tình với quý vị trong thời giờ này. Trước tiên, chúng ta nói về Giáng sinh. Giáng sinh có nghĩa là giáng từ trên xuống và được sinh ra. Đó là sự khác biệt. Tôi cũng có một ngày sinh. Các bạn cũng có một ngày sinh. Tất cả những vĩ nhân trên thế giới này đều có một ngày sinh. Các giáo chủ cũng đều có một ngày sinh. Mohammed, Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử hay là những nhân vật vĩ đại đều có một ngày sinh, nhưng mà không ai được gọi là Giáng sinh. Không ai được gọi là Giáng sinh. Chỉ có một lần, chỉ có một đấng được gọi là Giáng sinh. Các bạn thấy trên thế giới này người ta tổ chức những cái buổi sinh nhật cho rất là nhiều người, nhưng mà chưa bao giờ các bạn nghe trong năm có một từ Giáng sinh. Đó là sự khác biệt. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Ngài đã giáng xuống thế gian này và Ngài sinh ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, vậy thì tại sao lại Giáng sinh? Câu chuyện này dài lắm. Kính thưa quý vị, chúng ta phải trở về với cội nguồn của Kinh Thánh. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. Loài người không tự nhiên mà có. Ngài dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Chúa. Rồi Chúa để con người là Adam và Eva ở nơi vườn địa đàng. Ở nơi đó thật là phước hạnh. Ở trong vườn địa đàng không có chiến tranh. Ở đó không có đau khổ. Ở đó không có nước mắt. Ở đó không có bệnh tật. Ở nơi đó không có thủ đoạn. Ở nơi đó là những phước hạnh thôi. Đáng lẽ ra con người được hưởng mọi thứ phước hạnh. Nhưng mà vì cớ, con người đã phạm tội. Adam và Eva đã phạm tội. Đã ăn một loại trái cây mà Đức Chúa Trời cấm không được ăn. Từ lúc đó tội lỗi đi vào con người. Và sau đó con người vì cớ phạm tội, vì cớ không vâng lời Đức Chúa Trời, con người đã phải bị đẩy ra khỏi thiên đàng. Và từ đó trở đi, con người bắt đầu sống trong đau khổ. Con người sống trong tội lỗi. Và rồi theo năm tháng, mấy ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm, con người càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng tội lỗi. Các bạn biết, cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy là con người đã làm rất nhiều những điều tệ hại chống lại Thiên Chúa. Ở trong gia đình, người ta cũng sống không có hạnh phúc. Vợ chồng thì bội bạc nhau, phản bội nhau, ngoại tình. Con cái thì hư đốn. Tôi nói ở đây không phải là tất cả, nhưng mà đây là cái bộ mặt của xã hội ngày hôm nay. Có nhiều gia đình không phải như vậy, rất là tuyệt vời. Con cái thì ngỗ nghịch, không nuôi dạy được. Ở ngoài xã hội thì người ta thủ đoạn với nhau, người ta cướp vợ đoạt chồng của nhau. Vì cớ tiền bạc mà người ta kẻ thì vào tù, kẻ thì mang tội lỗi. Con người càng ngày càng tội lỗi, rồi người ta dùng cái sự khôn ngoan của họ để chế tạo ra rất nhiều cái loại vũ khí. Vũ khí hóa học, chất độc màu da cam, rồi vũ khí nguyên tử. Ngày hôm nay, nếu như các loại vũ khí đó nổ một lúc thì chắc có lẽ là trái đất này cũng tan. Rồi con người càng ngày càng trượt dài trong tội lỗi. Họ chế tạo ra rất nhiều những cái loại chất kích thích, chất kích dục, chất gây nghiện, ma túy đá, heroin và các loại rượu. Người ta đầu độc lẫn nhau chỉ vì kiếm tiền. Chỉ vì cần tiền mà người ta đã đẩy biết bao nhiêu con người vào trong tội lỗi. Và càng ngày con người càng trượt dài trong tội lỗi. Họ phá thai, họ giết người ngay trong bụng. Và họ cho phép để mà người nam cưới người nam, người nữ cưới người nữ. Đôi lúc có những quốc gia người ta còn cho phép người nam cưới cả một con vật nữa. Thật là một điều kinh khủng. Càng ngày con người càng trượt dài trong tội lỗi. Mà các bạn biết không, Kinh Thánh nói thế này, kết quả của tội lỗi là gì? Tôi nói với các bạn là kết quả của tội lỗi, cái gì nó cũng có hậu quả của nó. Kết quả của tội lỗi là sự chết. Chết ở đây không phải là chết về phần thể xác đâu. Con người ta chết, chết đời đời ở trong địa ngục. Chúng ta thấy là đây là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng đối với con người. Nhưng mà Thiên Chúa, Ngài không muốn cho con người chết như vậy.
Bởi vì ngay từ lúc đầu tôi có nói với các bạn rồi, con người là tác phẩm trong tay của Chúa. Con người là do Đức Chúa Trời tạo nên, và Ngài tạo nên con người giống như Ngài, và con người làm con cái của Ngài. Vì vậy cho nên khi mà con người phạm tội, con người phải xuống địa ngục, thì Chúa rất là đau lòng. Chúa không muốn điều ấy xảy ra. Ở đây quý vị, ai là người có con cái đâu, xin vui lòng giơ tay ạ. Ai là người có con nhé. Vâng, cảm ơn quý vị. Nếu như quý vị có con quý vị phạm tội, đáng lẽ phải chết thì nó phải như nào? Thì quý vị sẽ thế nào? Chúng ta sẽ làm tất cả mọi sự để có thể cứu con của mình. Có đúng như vậy không các bạn? Một người cha, một người mẹ nhân đức, khi thấy con mình phạm tội rất buồn, buồn lắm. Nhưng mà yêu con, vẫn yêu con. Buồn là buồn, nhưng mà yêu thì vẫn yêu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con cái là do chính mình sanh ra. Ngày xưa khi mà tôi giúp đỡ những cái bạn mà ở trong cái tình trạng nghiện ngập, rồi nhiều đứa vào trong tù, ở trong tù, có bà mẹ nói chuyện với nhau, bà mẹ này nói bà mẹ kia, cái đứa đó, thằng đó nó hỗn láo, nó chửi ông chửi bà, nó làm tán gia bại sản. Thế tại sao bây giờ nó vào trong tù mà bà cứ tháng nào cũng phải dành dụng tiền đi tắm nuôi nó là sao? Bà bỏ quách nó đi cho rồi, nó ra ngoài nó lại chửi bới bà. Bà mẹ chỉ khóc thôi. Tôi đã gặp rất nhiều những bà mẹ như vậy, chỉ khóc thôi. Và tôi không biết, tôi chỉ biết một điều là nó hỗn với tôi lắm, nhưng mà tôi không bỏ nó được. Vì nó là máu của máu tôi, là thịt của thịt tôi. Tôi từng thấy những bà mẹ phải nói, phải gọi là rất là tuyệt vời. Vì lý do đó, cho những người mẹ làm tất cả mọi sự để cứu con của mình. Nhưng mà con người thì lực bất lòng tâm. Con người có muốn cứu con cũng không được. Nhưng mà Thiên Chúa, chúng ta trở về Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên loài người. Vì vậy cho nên khi con người phạm tội phải xuống địa ngục, thì Thiên Chúa không muốn. Thiên Chúa rất là yêu con người. Vì vậy cho nên Thiên Chúa đã giáng sinh xuống thế gian này, làm con người như chúng ta, chịu chết để đền tội thay cho con người chúng ta. Và vì cớ Ngài đã chịu chết để đền tội, cho nên ai tin vào sự chết của Chúa Giê-xu, ai tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, người ấy sẽ không chết mất nữa, mà người ấy sẽ được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu xuống thế gian này không phải để chơi các bạn ơi. Chúa Giê-xu xuống thế gian này không phải là để đưa ra một triết lý để dạy đời. Chúa Giê-xu xuống thế gian này không phải đưa ra một cái giáo lý rồi kêu gọi là hãy đi theo ta bởi vì ta có giáo lý tốt. Chúa Giê-xu xuống thế gian này vì có Ngài yêu nhân loại, Ngài yêu bạn và yêu tôi, Ngài sẵn sàng chết thay cho con người để chuộc tội cho con người. Và điều quan trọng nữa là Chúa Giê-xu chết nhưng mà Ngài sống lại sau 3 ngày để ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy nơi Ngài. Kính thưa quý vị, trong suốt mấy ngàn năm qua có biết bao nhiêu con người đau khổ, có biết bao nhiêu con người tuyệt vọng, nhưng mà khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, cuộc đời của họ đã được biến đổi. Hàng triệu những con người không có hy vọng trong cuộc sống, có nhiều người đã phải muốn nhảy lầu tự vẫn, có nhiều người đau khổ không muốn sống nữa, có nhiều người ở trong những căn bệnh nan y, có nhiều người có những đứa con bất lực với nó, có nhiều người ở trong cơ thể của họ, trong hôn nhân, họ đau đớn vì cái hôn nhân. Nhưng mà khi mở lòng nó tin nhận Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu Ngài không phải chỉ cứu ra con người ra khỏi tội, nhưng mà Ngài còn cứu con người ra khỏi đau khổ, ra khỏi tuyệt vọng nữa. Và hàng triệu những con người đã nhận được điều đó. Và ngày hôm nay các bạn đến đây, các bạn ơi, Chúa Giê-xu Ngài đã xuống thế gian mấy ngàn năm rồi, và ngày hôm nay chúng ta đến đây không phải chỉ kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh, mà Chúa Giê-xu muốn rằng Chúa Giê-xu sẽ Giáng sinh ở trong tấm lòng của các bạn, trong cuộc đời các bạn. Và Chúa Giê-xu sẽ làm một điều gì đó cho cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta được tha tội, để rồi chúng ta có Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Các bạn có amen không ạ? Không phải chỉ có những con người như chúng ta đâu, tin Chúa đâu. Tôi nói với các bạn, nước Mỹ, 46 đời Tổng thống Mỹ, thì hết 46 đời Tổng thống đều đặt tay trên Kinh Thánh để tuyên thệ khi mà nhậm chức. Và rất hàng triệu triệu những con người đã mở lòng ra để tin Chúa Giê-xu. Và có rất nhiều những con người, có những đứa con ngỗ nghịch, đứa con không thể dạy được, nó không có khái niệm về đạo đức. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của nó, Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời của nó, và Chúa Giê-xu đã thay đổi, rồi nó sống một đời sống tốt hơn. Ví dụ như cô bé hồi nãy mới vào trung tâm, mới 18 tuổi thôi, mà ngày trước cô ấy vào cách đây mấy tháng, nhìn cái tướng là bất cần đời, nhìn vậy đấy mà bất cần đời. Bây giờ tôi ngồi dưới, tôi nghe được nói được câu là con xin lỗi ba mẹ. Ôi, cái điều gì để làm được điều ấy? Lúc nào cũng đổ lỗi cho ba mẹ thôi.
Nhưng mà bây giờ nó là con xin lỗi ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Chỉ có ở trong tình yêu của Chúa mới cảm động cháu để cháu có thể nói được điều đó thôi. Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu đã xuống thế gian này mấy ngàn năm rồi. Và hàng triệu người đã tin nhận Chúa, hàng triệu người đã được thay đổi cuộc đời của họ khi mà Chúa Giêsu đến để làm chủ đời sống của họ. Buổi tối ngày hôm nay, các bạn đến đây không phải chỉ để nghe một vài bài hát, nghe một vài điều, nhưng mà Chúa muốn các bạn hãy mở lòng ra để mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn. Chúa Giêsu sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn, Chúa Giêsu sẽ tha tội cho các bạn, và Chúa Giêsu sẽ làm cho cuộc đời các bạn đầy ý nghĩa hơn. Các bạn có đồng ý không? Nào, chúng ta cùng nhau đứng lên, hỡi Hội Thánh và tất cả mọi người. Chúa Giêsu đang ở đây và Ngài đang gõ cửa lòng của các bạn. Chúa Giêsu nói như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Các bạn ơi, tôi cũng như các bạn, chúng ta có gánh nặng trong cuộc sống của mình. Chúng ta có rất nhiều điều đau đớn, có những điều tổn thương trong tấm lòng của chúng ta, có những gánh nặng về gia đình, gánh nặng về công việc làm, gánh nặng về tài chính, gánh nặng về hôn nhân, gánh nặng về con cái. Những gánh nặng ấy làm cho cuộc đời chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hãy đến với Chúa, hãy trao mọi gánh nặng lên cho Chúa, vì Chúa là đấng hay săn sóc đời sống của chúng ta. Và Chúa Giêsu nói rằng: ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta hãy mở cửa, ta vào ăn cơm tối cùng người và ở cùng người. Trong thời giờ này, tôi kêu gọi các bạn, đây là cơ hội cho các bạn. Hãy bước lên để mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn. Hãy bước lên để đón nhận tình yêu của Chúa. Hãy bước lên để đón nhận quyền năng của Chúa đem sự tha thứ cho cuộc đời của các bạn. Tôi kêu gọi những người nào có tấm lòng muốn mở lòng ra để đón nhận Chúa Giêsu, xin hãy vui lòng bước lên. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn để các bạn trở nên con cái của Chúa, để các bạn được tha tội, để các bạn được đón nhận mọi phước hạnh mà Chúa ban cho cuộc đời của các bạn. Hãy bước lên đi ạ. Nào, chúng ta cùng thờ phượng Chúa, ngợi ca Chúa một bài hát. Đây là cơ hội cho các bạn. Tôi muốn nói với các bạn rằng cuộc đời của chúng ta có nhiều quyết định lắm. Cũng có quyết định làm cho chúng ta thành công, nhưng mà cũng có quyết định làm cho chúng ta trở nên thất bại. Nhưng khi các bạn mở lòng ra quyết định để các bạn đón nhận Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn, thì đó là một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Các bạn đừng ngại, bởi vì Chúa Giêsu là đấng yêu thương, Chúa Giêsu là đấng quyền năng, và Chúa Giêsu Ngài đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu triệu những con người trên thế giới này. Các bạn hãy bước lên. Tiếp tục đến với Chúa và cầu nguyện. Là các bạn hãy bước lên, đây là cơ hội cho các bạn. Tôi muốn nói với các bạn một lần nữa, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều quyết định, nhưng mà khi các bạn quyết định mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn không bao giờ sai lầm cả, bởi vì Chúa là ông trời. Các bạn tin vào con người mới đáng nói, các bạn tin vào con người xấu hổ lắm, các bạn tin vào một ông mục sư, các bạn tin vào một ông linh mục, điều đó không đúng. Tin vào chúng tôi không phải, nhưng mà khi các bạn tin vào Chúa thì Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng thay đổi cuộc đời của các bạn, Chúa là đấng biến đổi cuộc đời của các bạn. Hãy bước lên, Chúa đang gõ cửa lòng của các bạn, đừng tiếc nuối. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn. Còn ai đang ở dưới, có những người đang bị chần chừ, có những người đang muốn bước lên nhưng mà trong lòng có một gì đó chỉ kéo lại. Các bạn đừng chần chừ trong lúc này, các bạn hãy bước lên và Chúa Giêsu sẽ đến, sẽ làm chủ cuộc đời của các bạn. Còn ai nữa không ạ? Mục sư muốn nói với các bạn điều này. Cuộc đời của chúng ta không có thể định hướng được tất cả mọi sự. Người đời người ta nói câu là: mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Mưu sự tại nhân, thành sự tại ông trời. Vì vậy cho nên cuộc đời chúng ta cũng không biết là sao. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa thì Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của các bạn. Chúa sẽ dẫn các bạn đến với sự thành công. Chúa Giêsu nói như thế này: ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Chúa Giêsu là đường đi đem các bạn đến với sự thành công. Chúa Giêsu là đường đi đem các bạn đến với những cái đời sống nhân đức. Chúa Giêsu là đường đi đem các bạn đến với thiên đàng. Cho đến Chúa Giêsu là đường đi của các bạn khi các bạn mở lòng ra tin Chúa. Trong thời giờ này các bạn nói theo nhé.
nói theo. Đáng lẽ các bạn tự nói, nhưng mà vì cớ các bạn chưa quen nói thì mục sư hướng dẫn các bạn nhớ là các bạn nói đây là nói với Thiên Chúa, không phải nói với mục sư. Các bạn nhắm mắt lại và các bạn nói theo ha. Kính lạy Chúa, một người bạn của tôi, mục sư có nói như thế này: có những người thì ngại bước lên đây, nhưng mà trong lòng sẵn sàng, cũng mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Vậy thì các bạn, khi mà tôi hướng dẫn các bạn ở dưới, nếu các bạn muốn, các bạn cứ mở lòng ra, các bạn cứ nói theo nhé. Các bạn cứ nói theo. Vì chúng ta nói đây là nói với Thiên Chúa, chứ không phải là nói với tôi. Các bạn tin Thiên Chúa không bao giờ hổ thẹn đâu. Tin vào con người như tôi mới là hổ thẹn. Các bạn đừng bao giờ tin vào một ông mục sư. Chúng ta có sự tin cậy, nhưng mà phó linh hồn mình thì chúng ta phải phó linh hồn mình cho Chúa thôi. Chỉ có Chúa mới là đấng quyền năng. Tất cả mọi người cùng nói theo nếu các bạn muốn. Một lần nữa các bạn nói đi ha. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Giờ này con mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu bước vào cuộc đời con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi của con, những tội lỗi con biết, những tội lỗi con không biết. Con xin Chúa thánh hóa cuộc đời con, dẫn dắt con, ban phước cho con, ban phước cho gia đình con. Mọi công việc mà con làm đều đón nhận được sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa. Con tạ ơn Cha. Con dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin hãy làm Chúa, làm chủ đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ các bạn không nói nữa, các bạn nhắm mắt lại, mục sư sẽ cầu nguyện cho các bạn, chúc phước cho các bạn. Các bạn không phải nói nữa ha. Trời, con dâng lời tạ ơn Chúa về quyết định của các bạn, những người đang đứng trước mặt Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cảm động lòng của các bạn để các bạn mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của các bạn. Con biết rằng trong số các bạn đang đứng tại đây cũng có bạn đang còn lưỡng lự. Mặc dù như vậy, nhưng mà các bạn vẫn bước lên. Con tin rằng Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ để rồi những người chị em, anh chị em chúng con sẽ có một đời sống kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Trời ơi, Ngài bày tỏ Ngài ra cho các anh chị em chúng con. Ngài cho anh chị em chúng con thấy Ngài trong giấc chiêm bao, trong sự hiện thấy. Chúa ơi, để rồi anh chị em chúng con nhận biết Ngài một cách rõ ràng trong cuộc đời của anh chị em chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho anh chị em chúng con. Và xin Chúa tỏ Ngài ra trong bất cứ một công việc nào. Ngài vua giúp, Ngài ban phước, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ các anh chị em chúng con trong mọi lúc đi ra, đi vào, đều đón nhận sự may mắn, sự bảo vệ đến từ nơi Chúa. Trời ơi, xin hãy tiếp nhận những anh chị em chúng con để làm con cái của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con chúc phước trên cuộc đời của anh chị em chúng con. Con chúc phước trên mọi công việc mà anh chị em chúng con làm. Điều này con mặc lấy uy quyền mà Chúa ban cho. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho linh chủ quyền phải đi ra khỏi tất cả các anh chị em chúng ta tại nơi đây. Chúa Giêsu đã làm Chúa, làm chủ đời sống của anh chị em chúng ta rồi. Tất cả linh chủ quyền cũ phải đi ra khỏi tất cả những con người này. Và Thiên Chúa là đấng làm chủ đời sống của anh chị em chúng ta rồi. Trong danh Chúa Giêsu, con trao phó anh chị em chúng con trong đôi tay yêu dấu của Chúa. Xin hãy bổng ẩm, xin hãy bảo vệ, xin hãy ban phước cho anh chị em chúng con trong mọi công việc anh chị em chúng con làm. Xin Chúa ban thiên sứ ngàn vạn của Ngài luôn luôn đeo đuổi đời sống của anh chị em chúng con, ở cùng anh chị em chúng con, bảo vệ anh chị em chúng con. Đặc biệt là con cầu xin Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên đời sống anh chị em chúng con, Thánh Linh của Đức Chúa Trời tái sanh đời sống anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con được tái sanh ở trong Ngài, anh chị em chúng con được trưởng thành và anh chị em chúng con đón nhận mọi phước hạnh lớn lao hơn nữa. Con dâng lời tạ ơn Cha, con trao phó các anh chị em chúng con trong đôi tay yêu dấu của Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúa ban phước cho các bạn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.